Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn về bộ khoang pin của Hitachi KC10DML. Thì khi các bạn mua máy về thì nó gồm có trong hộp nó gồm có hai máy. Đây. Thì trong hộp nó gồm có chỉ có nhiêu đây thôi. Một cục pin, một cục sạc chứ. Một cục sạc và hai máy, hai pin và hai sách hướng dẫn sử dụng. Thì một bên là máy bắt vít. Máy bắt vít này là được xuất xứ tại Gia Băng. Tốc độ ngàn vòng của nó là 2.700 vòng trên một phút. Có số series trên này, dán mạc Hitachi. Xài pin nó được xài pin 10.8V. Đây là công tắc đảo chiều. Khi các bạn bấm thì nó sẽ có đèn ở trên này nữa. Còn đây là máy khoan pin. Nó có tới 21 cấp độ. Đây là công để công tắc nhanh chậm nha. Nhanh. Đây là chậm lại. Còn đây cũng là đảo chiều. Cũng là xài pin 18V, 10.8V. Thì mình vừa giới thiệu cho tất cả bạn về bộ khoang pin của Hitachi. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.